Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, du lịch lễ 30 tháng 4 hàng năm luôn được đánh giá là đợt du lịch cao điểm. Điều này đã gây trở ngại không nhỏ đến kế hoạch nghỉ ngơi thư giãn của nhiều gia đình. Một vài kinh nghiệm đơn giản nhưng hết sức hiệu quả dưới đây sẽ giúp bạn tiết kiệm được một khoản chi phí khá lớn và có một chuyến đi vui vẻ và trọn vẹn. Thông tin được tổng hợp từ trang Sức khỏe và Đời sống. Chọn địa điểm gần. Do nhu cầu du lịch của mọi người tăng cao nên gây nên tình trạng quá tải ở các địa điểm du lịch nổi tiếng. Điều này khiến cho mức vé, dịch vụ, ăn uống đều cao hơn khoảng 30-50% so với thường lệ. Đồng thời, du khách phải chấp nhận cả chất lượng dịch vụ kém hay tình trạng chen lấn xô đẩy do lượng khách quá đông. Do đó, thay vì lựa chọn những địa điểm nổi tiếng, bạn hãy dành thời gian để khám phá những vùng đất mới hoặc những nơi gần nơi mình ở. Hãy bỏ qua những điểm đến đã quá quen thuộc, thay vào đó lựa chọn những nơi ít người hơn. Với việc lên kế hoạch cho chuyến du lịch ở những điểm đến gần nơi mình sinh sống, bạn vừa có thể chủ động về thời gian, lại có thể tiết kiệm được khá nhiều chi phí đi lại mà vẫn đảm bảo có thể nghỉ ngơi, tiếp thêm năng lượng cho những ngày làm việc sau kỳ nghỉ. Săn khuyến mãi. Vào dịp lễ thì số lượng các loại hình dịch vụ sẽ trở nên khan hiếm. Điều đó đồng nghĩa với việc giá vé của các phương tiện cũng như hệ thống nhà nghỉ lưu trú đều tăng cao. Nhưng bạn cũng đừng quên vào thời điểm trước đó ít nhất 1-2 tháng, nhiều hãng hàng không và các hãng lữ hành sẽ tung ra mức vé ưu đãi với các chương trình khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn. Nếu biết nắm bắt cơ hội vàng trước khi quyết định cho chuyến du lịch sắp tới thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí và được hưởng nhiều lợi ích khác to lớn hơn. Đặt trước các dịch vụ. Hàng năm vào dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, các khách sạn đều xảy ra tình trạng không còn phòng trống vì toàn bộ phòng đã được đặt trước và các phương tiện đi lại cũng không tránh khỏi việc đó. Chính vì thế, việc đặt trước các dịch vụ ăn, ngủ, nghỉ sẽ giúp bạn chủ động về lịch trình và thời gian đi lại, đồng thời hạn chế được tình trạng tăng giá mùa du lịch lễ 30 tháng 4. Một vài mẹo nhỏ có thể giúp bạn đó là liên hệ trực tiếp với các đơn vị cung cấp dịch vụ hoặc thông qua các đại lý, công ty du lịch, các website đặt dịch vụ trực tuyến để tiến hành đặt trước. Cũng cần chú ý xem thật kỹ những phần đánh giá cũng như những phản hồi của khách hàng trước đó để tham khảo và quyết định lựa chọn dịch vụ phù hợp nhất. Chuẩn bị kỹ đồ dùng cá nhân cần thiết. Trước khi bắt đầu chuyến đi, bạn hãy lên danh sách và kiểm tra thật kỹ những vật dụng quan trọng khi đi du lịch. Và nên mang hành lý gọn nhẹ, hạn chế tối đa các vật dụng không cần thiết cho chuyến đi. Với cách này, bạn sẽ không phát sinh thêm chi phí cho những vật dụng phải mua ở các điểm du lịch. Bởi trong những ngày lễ, dịch vụ ăn uống tại một số nơi thường vô cùng đắt đỏ và nếu có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì sẽ không bị phụ thuộc quá nhiều vào đồ ăn ở điểm du lịch này. Ngoài ra, bạn cũng nên mang theo kem chống nắng khi đi tắm biển hoặc quần áo ấm khi đến những nơi có nhiệt độ hay thời tiết thay đổi thất thường. Chuẩn bị tâm lý sức khỏe tốt nhất. Du lịch lễ 30 tháng 4 vào những ngày này, bạn khó lòng tránh khỏi cảnh đông đúc, xô bồ, chen lấn nhau. Cách tốt nhất là bạn nên chuẩn bị cho mình một tâm lý ổn định và một sức khỏe thật tốt. Điều này sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn trước những tình cảnh phát sinh trong chuyến đi. Và điều quan trọng là bạn nên mang theo người một số loại thuốc thông dụng như chống say xe, nhức đầu, mệt mỏi, đau bụng. Quản lý tiền bạc chặt chẽ. Trong những dịp nghỉ lễ như 30 tháng 4 cũng là thời điểm kẻ gian sẽ tranh thủ cảnh chen lấn mà trà trộn lợi dụng móc túi. Để tránh mất tiền oan, bạn không nên để nhiều tiền bạc trong người và không nên đổi tiền, rút tiền ở những nơi không uy tín. Với tiền mặt có thể chia thành nhiều nơi cất giữ với lượng chi tiêu vừa phải. Tốt nhất nên mang theo thẻ tín dụng hoặc thẻ ATM trừ trường hợp điểm đến không có cây rút tiền. Những ngày lễ như 30 tháng 4 không phải là dịp thích hợp để bạn mua sắm khi đi tới các điểm du lịch bởi giá cả sẽ tăng rất cao. Bạn có thể tham khảo giá ở nhiều điểm tham quan khác nhau để so sánh và lựa chọn mức giá tốt nhất. Bên cạnh đó, bạn phải kiểm tra chất lượng sản phẩm khi mua sắm để có một chuyến đi tiết kiệm, hiệu quả và thú vị. Quý vị và các bạn thân mến, những lợi ích của dưa hấu đối với sức khỏe sẽ là chủ đề trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.